Dạo này mày có coi thời sự không? Cái bà kia kìa đi nhậu về xong bị chồng quýnh quá trời luôn. Nói đâu xa xôi, trong xóm mình cũng có nữa nè. Có luôn hả? Hồi bữa cái gì đó tao nghe kể là gì đó đi nhậu với bạn. Đi về không biết sao mà chồng bà xách cái cây dí quá trời luôn. Coi bộ xã hội dạo này phức tạp thế mày. Đúng rồi. Còn mấy ông cụ non, mà ngồi đây tao sự chuyện đời. Ê, cháu, vô đây ngồi bác cho quà nè. Ý đầu mày quá chứ đó cháu. Nè, hai cháu uống đi, ngon lắm đi. Ủa, sữa cun mới hả? Đây kìa, cái này là sữa cun mới hả mày? Đúng rồi, sữa sô-cô-la lúa mạch, thạch cun cun, vừa mới ra mắt, ngon nhất nách, bổ sung năng lượng nữa. Thằng Thật nói đúng rồi đó, nhân ba làm sức mạnh luôn. Dữ trời. Ngon nhất nách, nhai vui quá xà lách luôn. Của tao là dị cam nè. Ngon dữ ta. Vị nào cũng ngon. Đặc biệt sữa sô-cô-la lúa mạch thạch cun cun giúp bổ sung năng lượng toàn diện, nhân 3 lần sức mạnh đấy. Mà nãy giờ mày nói nhân 3 lần sức mạnh là sao? Thì là bộ 3 sức mạnh năng lượng toàn diện, cao lớn, mạnh mẽ, tập trung để học tập tốt hơn. Dữ vậy? Mày không tin đúng không? Mày với Thành á, ra học kia đi, chạy một vòng đi, tao biết liền chứ gì. Nè Thành, uống hộp sữa chứ chạy nha. Của tao đâu mày? Còn mày khỏi đi. Chị mày? Chút đi rồi biết. Rồi. Khỏe quá anh em ơi. Nhả đâu? Nó đằng sau lưng tao á. Hả? Sao nãy anh Thành chạy nhanh với anh Thành? Hay ghê luôn mày. Hồi nãy tao có sữa sô-cô-la lúa mạch thạch cun cun, tao thấy bổ sung năng lượng ngay liền luôn á mày. Tay chân tao trở nên linh hoạt hơn, não tao tập trung đến mức mà tao có thể tính được đường tắt ngắn nhất để về luôn à. Đó, nhân ba sức mạnh đó. Ngoài sữa sô-cô-la lúa mạch thạch cun cun thì còn có sữa trái cây thạch cun cun giúp hỗ trợ hệ miễn dịch. Đang ghép gì vậy mày? À, em đang ghép bộ ghép hình sáng tạo cun tắm tút và chớp chớp nè. Con em đang ghép là chớp chớp. Ngoài ra còn ghép được nhiều món khác nữa. Testing thêm nhiều hình ghép khác như là máy bay, gương, nhà, xe vân vân, giúp tăng khả năng tư duy và tập trung trí não. Được tặng khi mua 4 lốc sữa thạch cun cun 170ml đó. Thời gian khuyến mãi từ ngày 1 tháng 3 đến ngày 30 tháng 6 2024. Ê, mà không mấy mấy ông cụ non nói chuyện tầm cỡ với mày á, chắc không thích chơi ba mấy trò trẻ con này đâu. Để tao ghép mình cho. Đâu, cụ non chứ đâu phải cụ già đâu mà ghép không được. Không mấy giờ tao với mày đi mua sữa cun thạch sang mấy bộ lắp ghép này đi. Được á, đi. Hello, xin chào các bạn. Chào bạn. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Anh Ba Phải. Và ngày hôm nay, khoan, trước khi vào chủ đề chính, anh có một số vấn đề cần giải quyết với mấy đứa trước. Bận qua đi công việc ở nhà mấy đứa làm gì? Có làm gì, có làm gì có lỗi với anh không? Có làm gì đâu anh Vũ. Tụi em đâu làm gì. Anh camera nói. Anh camera nói hả? Anh camera nói. Ủa nhà mình có camera hả? Camera. Cái cam á. Ai có lỗi thì bước lên nhận lỗi, anh bỏ qua. Thà để tự giác chứ anh muốn bắt giác nha. Thôi có lỗi lên đây. Thì chuyện cũng tới nước này thì em cũng khai báo luôn chú ơi. Vô gì? Thì em cũng là anh cãi em tem thì em không chịu nói anh em biết thì em cũng cho anh em chơi game tới 1 2 sáng không chịu kêu anh em đi ngủ. Không phải đâu chú. Đặng nó nói lộn rồi. Ý nó nói là nó là anh cả trong team mà nó không biết coi lại cái bản thân của nó để nó chơi game tới 1-2 giờ đêm với tụi em. Đúng rồi vậy luôn đó. Chơi game mày đúng thầy. Không biết luôn. Đúng rồi đó. Là cuối cùng mấy đứa này sao? Là tụi em không chơi nó chơi. Đúng rồi đó anh Vũ. Thật nói là điều là sao? Không để cho người ta ngủ nghe gì mà. Em vào vị trí em có điều gì muốn nói nữa không? Dạ không, mấy đứa này. Đừng nói gì nữa mày ơi. Có tội nhận đi. Tao cũng đi nhận tội nè. Thì em xin lỗi anh Phúc. Vô gì? Em lỡ bỏ cái áo của anh vô máy giặt. Giặt sao khiến cho nó gắt bột lỗ anh Phúc. Nó như bò hả? Đúng rồi, anh khoe thành tích đi. Tao mày đâu có tội đâu. Giận tích gì? Giận thằng cá đó. Anh Phúc. Gì? Tụi em có chuyện muốn nói. Nói. Tụi em lên đây không phải là có tội. Chứ gì? Tụi em muốn khoe thành tích cho anh Phúc. Đúng rồi anh Phúc. Mấy đứa có thành tích gì? Cái thời gian mà anh Phúc đi á, em với anh Thật thấy cái hồ cá của anh nó bị dơ. Cho nên là em với anh Thật có lòng thay nước cá giúp anh. Đúng rồi luôn. Rửa hồ cá, vệ sinh hồ cá hả? Vệ sinh hết luôn. Giỏi chứ hả? Cái này thì đáng khen, anh ăn hỏi mấy đứa có gây lỗi lầm gì không mà khen lên đây nói chuyện. Nói luôn kìa. Mà trong cái lúc thay nước cá đó đó, con cá của anh nó nhảy ra ngoài. Rồi
rồi bây giờ mấy đứa muốn anh xử lý mấy đứa làm sao? Trừ lương yên Phú ơi, cho tụi em nhớ đời luôn. Đúng rồi, giờ tụi em lương cao mà. Chuyện đi à. Cái tội này trừ chắc nha. Có chậm. Gan làm, có gan nhận. Tuyệt vời, mỗi đứa trừ 1 triệu về chỗ. Đâu rồi Phú? Anh Phan Phan. Em hồi nãy là có mệnh hành nói trừ lương nhân. Em hết đất. Em hết đất. Lần này là lần đầu cũng như lần cuối nha. Mình nói một lần thôi đó. Thế biết nãy như em. Lần sau anh vắng nhà là phải tự quản. Quay lại chủ đề chính thì ngày hôm nay mấy anh em mình sẽ thực hiện clip đó, chính là cắm trại 24 giờ theo yêu cầu của các bạn nha. Và mấy anh em mình sẽ không cắm trại theo kiểu đấu giá, cũng không cắm trại theo kiểu bình dân cao cấp, mà là cắm trại theo kiểu sinh tồn. Sinh tồn hết 24 giờ. Ok. Được không? Không để mất thời gian nữa các bạn. Ngay bây giờ mấy anh em mình sẽ chuẩn bị đạo cụ để thực hiện clip 24 giờ này cho các bạn cùng xem. Let's go. Let's go. Ôi, hôm nay được kêu dựng trái cây cắm trại nữa ơi. Cho mấy đứa thưởng thức sầu riêng nữa. Wow. Chỗ này hợp lý chưa? Quá hợp lý anh ơi. Đất này rộng nè, xung quanh là trái cây rất là nhiều nha các bạn. Nhưng mà cây ăn trái chưa có trái thôi. Mà để đứa nào đòi ăn trái đâu, đây có trái nè. Em nè anh Vũ. Mà trái gì vậy anh Vũ? Trái ớt. Trời ơi, em không ăn đâu. Miệng là trái là được rồi, em biểu đòi ăn trái. Bây giờ ở đây chúng ta có tổng cộng là 4 trái ớt đỏ và 4 trái ớt xanh. Ok chưa? Ok. Ai bốc chúng ớt đỏ chung đội với nhau, ai bốc chúng ớt xanh chung đội với nhau. Thêm một vấn đề nữa là trong quá trình sinh tồn ngày hôm nay, nếu anh đưa ra bình chọn cho các bạn, bạn nào bình chọn cho đội nào sinh tồn hay và có diễn biến tốt nhất trong cái buổi cắm trại 24 giờ này thì đội đó sẽ nhận về cho mình giải thưởng trị giá là 4 triệu nha các bạn. Yeah. Tương đương mỗi người 1 triệu. Học tay vô, bốc đi. Tại chú cho. Tại vì thì mày ngồi lên, không được nhìn. Chè ngon lên trước đây. Chè ngon nè. Lên trước đi. Ngon xong tay đẳng ha. Rồi, qua mặt chỗ khác. Rồi. Nè, một trái thôi cưng. Trái gì? Rồi, đó. Rồi. Ngửa mặt lên trời. Rồi, đưa tay xuống. Ngửa mặt lên trời, không nhìn chứ. Ừ. Đó. Trái gì? Xanh. Rồi, ra chỗ khác em. Ngon. Xanh ra xanh, đỏ đỏ. Thật lắm. Nguy hiểm quá. Để chờ hình xuống là nguy hiểm quá. Ta sẽ chụp đội với Ngân thôi. Đó, em lại. Đó, em lại. Đó. Hảo lên. Hảo lên, hảo lên. Tranh thủ nè. Dạ, anh Thảo đỏ, anh Thảo đỏ chắc rồi. Đỏ đi nè. Đỏ. Rồi, đúng số đỏ luôn, qua đội kia là đúng đỏ luôn đó. Đỏ đẳng. Anh Thảo. Đỏ đẳng, đẳng, đẳng. Mày gì? Đẳng mày chỉ có xanh thôi. Xanh, xanh, xanh. Xanh, 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 xanh. Wow. Vâng, đẳng cấp đỏ, chung đội với con này. Bất công anh em. Qua thương. Bất quá đi ạ. Ai chạy? Em ai? Ai nhờ, ai nhờ. Ai nhờ. Rồi, cái gì đây? Em rồi. Rồi đủ đủ mới cho đợi chưa? Rồi vậy như vậy là những người còn lại sẽ là đội màu xanh, không cần bốc nữa đâu. Bốc luôn cho mấy bạn biết. Quả thương và nguyên của chúng ta trong đội nha các bạn. Rồi. Hai trái màu xanh kìa, đó. Ê anh em, hồi nãy anh em có đi vô đây có thấy cái người ta cúng không? Có, nghe chỗ gốc cây chuối á. Đúng rồi, cúng cao cây nhang á, xong rồi có dĩa quýt nữa. Mà nó có thắc mắc đây nè. Sao người ta không cắm 5-6 cây nhang gì đó mà cắm có 3 cây à? Dễ mà, cái đó mày cũng không biết nữa. Lý do gì mày? Một cây á là để cho người ta biết địa điểm người ta tới. Hai cây kia là để người ta làm đũa, người ta gấp ăn. Vậy cũng hỏi nữa. Lý không hợp lý. Giải thích vậy cũng đặt giải nữa. Nè, giải thích coi. Coi tao giải thích cho nghe nè. Cây giữa á là người ta mời người đó lên. Còn cây bên phải á là người ta cúng bia. Còn cái cây bên trái á ta cũng mồi để mời người ta lên nhậu. What the hell? Ê, bà Nguyên. Cái gì? Nghe nó nghe. Tôi với bà hợp tác này nè. Hợp tác gì? Tôi với bà cho anh Hành đi. Là sao? Dụ anh Hành nói có con gì dưới đây, kêu anh lại hiểu không? Còn để anh xuống à? Còn chuyện sao để tôi làm, hiểu chưa? Ok nha. Để tôi đi lại kia. Dạ tôi kêu đúng không? Ok kêu đi. A few moments later. Con gì á? Cũng tại anh. Kia làm gì lội xuống nước sớm vậy? Anh chưa kêu đi sinh tồn mà. Cái sáng mực quá hay gì anh Thành? Thằng nãy xồm xuống anh Phú. Ê cô nào. Cô vậy? À, nãy Thành nói có con gì dưới nước á anh Phú. Cho nên là em chạy lại gấp quá. Em lỡ để anh Thành xuống luôn. Giờ đâu mình đi sinh tồn nha các bạn. Lụm giải 4 triệu nha. Lạnh quá. Là anh. Đi ra mò, chi ra mò. Đi đâu hả? Đúng rồi, đúng rồi. Đúng cái gì? Đúng rồi, đúng rồi. Cái gì vậy? Hả?
gì á? Ủa, như có cái nồi vậy? Đồ cổ mày ơi. Trời ơi, trời ơi. Bự vậy? Nồi cổ. Ủa, như đây có cái nồi vậy? Xong clip này, tao sẽ lấy cái nồi này về. Tao trưng bày, tao cột dây, xong rồi tao treo trước nhà tao luôn. Và kể từ đó, tao sẽ thành ông vua đồ cổ ở trong khu vực tao ở. Ghê vậy? Thấy được không? Có cái này hay lắm nè. Có gì? Bây giờ mày chui vô đây đi, xong tao úp lại. Cái gì? Mày chui vô đây đi, xong tao úp lại. Úp lại làm gì? Xong cái tao kêu ngân lại mày hù nó, được không? Cầm cam gì á? Để tao cầm cam, để ngân nó biết. Nè. Rồi, chui vô. Chui đi. Rồi, giấu cái tay vô. Phát hiện có cái thao gì bự cho bá luôn nè. Lại đây. Kìa. Cái nồi gì á? Không biết luôn. Chắc là cái nồi người ta bỏ. Nè. Nước tôi mới làm động á. Lại đây coi thứ ơi. Kìa. Cầm lên quay cho bạn xem. Đựng cá được nè. Ừ được á. Thì bà lấy đi, tôi đang quay mà. Bất ngờ chưa? Chim sẻ. Được không? Hả? Có ai không? Đi xuống cái kia hết rồi. Đi xuống chưa? Bò quá. Nhẹ nhàng thôi. Ô đẹp em, lên coi cái. Ở đây một cá được nè. Một cái được. Kìa. Ối kìa. Đã phát hiện được mục tiêu. Chính xác chưa? Chính xác. Bắt đầu nha. Lên. Đã tiếp cận được mục tiêu. Mục tiêu trước mặt. Ok. Bé. Em mà khoan. Cái gì? Lẹ đi. Mình làm cái gì thì mình cũng phải để lại một lời nhắn đồ cho người ta chứ. Đúng không? Ví dụ người ta tra ra được tung tích của mình rồi thì người ta biết chỗ để người ta tới, biết chỗ người ta tới để người ta lấy tiền. Em hiểu rồi. Ok. Đây nhìn vô cam à. Dạ, hai đứa con chào chú. Dạ chào chú. Thì tụi con cũng không biết chú là ai. Thì nếu mà chú chủ vườn ở cái quận này mà có coi được video này thì chú cho tụi con xin dạy trao hỏi. Đó. Còn cái vấn đề sao anh? Vấn đề tiền bạc á thì anh Phú tụi con lo. Thì anh Phú là tụi con chủ kênh Anh Bà Phải nha chú. Cái gmail luôn đi. Để cho chú biết luôn, để chú liên hệ. Gmail thì tụi con để trong phần mô tả đó là... Đây nè chú. Là Văn Phú 1 18 1892 phải không? 1892@gmail.com nha chú. Còn nếu mà liên hệ cái đó không được nữa thì chú liên hệ đây cái Zalo. Zalo này David ABB á, là ảnh tên Phú nha chú. Đó, chú liên hệ đi rồi bao nhiêu tiền ảnh trả hết nha. Dạ, đừng nghĩ tụi con không có tiền, nhưng mà thật ra anh Phú tụi con có tiền. Anh Phú tụi con có tiền, anh Phú tụi con sẽ trả được. Còn mà cái miếng đất này nè, cho con hỏi cái bao nhiêu tiền, bao nhiêu tỷ thì chú lên giá luôn đi. Được thì tụi con mua lại luôn. Dạ. Tụi con thì thiệt ra là không có tiền thiệt, nhưng mà anh Phú có tiền, anh Phú có thể mua. Anh Phú là ngân hàng của tụi con. Dạ đúng rồi. Thì nếu mà chú xem được video này nhớ liên hệ anh Phú nha chú, rồi lên giá luôn cái mảnh đất này luôn nha. Dạ. Dạ tụi con cảm ơn. Thì cứ sang nhượng cho tụi con. Dạ. Để anh Phú trả tiền. Dạ đúng rồi. Rồi okay, cảm ơn chú. Dạ tụi con hái nha. Chú ơi, chú cho con xin 2-3 trái ổi được không chú? Wow. Dạ, cảm ơn chú nha. Một trái. Ấy có chừng hư rồi. Thắng một cái cây. Hư hay gì rồi? Chưa nè. Đây để tôi coi ngay. Chưa. Bị hư rồi nè, nó mềm rồi nè. À, bim mềm đây là hư. Bỏ đi. Nhưng mà ăn được bên đâu? Này mà. Đi kiếm cây nào nhiều trái lại đi. Ê. Nấp xuống, nấp xuống. Đi chậm hỏi mà tụi bay đứng công khai vậy. Chậm cái đầu mày xinh rồi. Chú là cây nè. Tính ra nãy giờ anh em mình ngồi bên kia nói đủ thứ xin chú luôn á, mà tụi nó lại đây xin gọi luôn. Thôi vậy thôi, lỡ gì bẻ mày ơi, nãy giờ bò mày mệt quá. Ê Đặng, cái gì giờ mày vịnh cái nồi đi, tao leo lên đây được luôn nè. Quay tao đi. Được không mày? Anh Hảo lại giữ phù em đi. Ê tụi bay không em giữ đây. Đặt mà chứ như nó muốn làm hình đúng á, hiểu không? À
rồi. Được, được. Ê, được nha. Được. Rồi, được không? Ngồi giữa. Ê, nếu mà được hả, cho tôi chơi á. Ok. Ê nha, ra giữa nha. Rồi, ra giữa. Thôi. Đánh lại, ngồi giữa luôn. Rồi. Rồi. Ok chưa? Ok. Rồi, đi. Đi, đi, đi. Đi, đi, đi. Đi về đây nè. Có không? Thiệt không? Con. Được, để nó đi, Thảo lên lấy đi, Thảo lên lấy đi. Ê, cẩn thận nha. Ông để sẵn đi. Bỏ vô. Wow, để vô. Còn cái lóc nè. Ui, cái này mình thấy ngon này, đấy, đây là cách nhận biết ổi ngon nha các bạn. Nó bóng này thấy không? Ok. Ông ấy được trái này chưa? Nè. Rồi. Chưa dán rồi mà nói. Không phải trái này, nãy tưởng nó hư. Ê. Yeah. Con gì dưới chân ta. Con gì dưới chân ta nè, thấy. Con đẹp lắm. Con đẹp nè. Đâu? Đâu bỏ đi. Con gì đó? Con nó kẹp. Wow. Tôm. Con kia nè. Tôm, tôm bự. Đâu? Cái cây xanh. Cái cây xanh. Thằng nào nó không có tôm nữa đâu. Em hiểu lầm nó thành rồi. Cái nước ngọt là có tôm cây xanh. Để mình làm cái cam cái nha các bạn. Đó. Tôm cây xanh. Để chắc vô nha. Wow. Ơi. Hay quá bạn ơi. Cái lỗ kìa. Ôi trời. Ê hay. Hay. À thấy lên rồi. Chạy đi vô. Chạy đi vô. Ra. Lên. Được rồi. Con kia kìa. Ai kêu? Chạy đi. Nó chơi kìa thằng ơi. Thằng xấu. Thì sao ta không muốn cái gì? Không muốn. Ông bắt được chở anh bờ đi nha. Wow, em cái gì chán quá. Bỏ đi. Lên. Chụp. Mình mới té bạn ơi. Quá trời cái mương gì mà nó bự. Mình qua cái mương bên này mình bay thêm cái nữa, té thêm lần nữa. Ê mà anh Hảo ơi. Dạ, em đang thắc mắc là ủa tại sao lại có mấy cây sầu riêng này ta? Tại sao lại có trái sầu riêng? Ở đất nước Việt Nam mình có một câu chuyện mà con bà xưa kể lại á, rằng là có một cặp vợ chồng, phải không? Họ đang sống hạnh phúc, cái tự nhiên họ có cái chuyện gia đình á, không muốn. Chuyện buồn á hả? Đúng rồi. Rồi sao nữa? Đúng rồi, cái một người chồng á buồn, đúng không? Xong còn người vợ thì cũng buồn luôn, buồn theo. Rồi hai người chia rẽ ra, riêng nhau đó. Còn giờ kết cục lại là mới có cây sầu riêng này, là cây trong cái nhà đó đó. Mọc lên một cái cây sao? Đúng rồi, cây sầu riêng lại buồn sầu rồi cái riêng lẻ ra, đúng không? Anh Hảo ơi. Hả? Em thấy nó vô lý làm sao á. Đúng rồi, vậy đó. Mới rồi tự nhiên cái hai vợ chồng có chuyện buồn của mày. Chia sẻ chia gì đó chia riêng, có, riêng. Chia riêng à. Rồi cái tự nhiên cái trong nhà một cây sầu riêng à. Đợi em. Wow, cái chơi. Cà lau. Hả? Cà lau. Cà lau. Con cái chơi vậy. Cà lau. Ôi. Lại là cá lóc con. Để cho các bạn xem. Rồi đây. Này này này. Đó đó. Được hai con rồi nha các bạn. Bây giờ mồi chắc chục cái hang mới được con nè. Đâu? Đâu, cái gì? Xảy ra. Cái gô hả? Cái gì? Cái gì vậy? Cái phi. Wow. Một em cái phi nha bạn. Đây, cái rồi. Thật ơi, cầm đàng hoàng chứ. Cái phi. Ôi, ông đảo qua mắt đi, đừng để ông thật mắt nữa. Để tôi phải chinh phục được. Có không thật? Không, để tẩy nó nha, nãy tẩy hình con rồi đó. Ông báo đi. Dạ. Ê, cá to. Dễ không? Để vô. Rồi, khỏi chạy. Các bạn, một em có phi. Lại đây xui lắm.
lên. Nhiều. Ê, đây, ơi, đây. Cá khô mày. Còn cá khô mày. Bỏ vô giùm em đi Thảo, đừng có khoe. Thảo. Rồi, tổng kết sản phẩm của hai đôi ngày hôm nay coi. Trời, đồ gì mà rau muống không vậy? Rau muống xào mà anh Phúc. Rau muống luộc luôn rồi. Rồi, đây, đây, đây. Ồ. Có vài con. Ủa, bên này cá nhiều dữ trời. Ủa, có lóc có chơi luôn. Ở gì có 3-4 con vậy trời. Ờ, xíu. Ủa, đeo đi tắm đi nha. Đeo cho Thành đi tắm đi. Ủa, ơi. Ủa, gì vậy? Ủa, đẻ ra nè. Mày lộn tao chạy xanh rồi. Wow. Thằng nào bắt tên mày xanh vậy? Cái gì kìa, bự dữ vậy? Sao đồ bị nó bắt nhiều dữ hả? Ui, ui, ổi nó nè trời ơi. Tôm càng xanh hơn con cá lóc nhiều. À, tính ra bên này cá chê kìa. Con cá bự bằng cái này không? Bên này mắc cá chê cá lóc cá rô quá trời kìa. Thị trường tôm hùm, ổ lộn thị trường tôm càng bây giờ mắc lắm rồi nào. Con cá này bự hơn. Ờ, tính ra là thôi đừng cãi nhau nữa, đội nào sinh tồn cũng hay có cá ăn là được rồi ha. Hơi đâu mà hơn thua rồi, đội này bớt khe lại cái làm tưởng đâu có bắt có 3 con nè. Đúng không, rồi đúng không? Dạ chế biến rồi, mấy đứa đi chế biến đi. Bây giờ bắt đầu anh em mình chế biến đồ ăn nha các bạn. Đậu xa xa ra nha mày, không một hồi mình đốt gần cái lèo là quéo cái lèo luôn á. Ok, lấy ngón giò ra kìa, hồi nó đậu ra ngoài kia kìa. Nó đây nè, khúc này nè, để hồi mình đốt lửa nó quéo. Mà nội chưa gì hết ăn rồi. Yeah. Mà trường hợp này là sao đây? Sao em sợ? Ăn không biết rủ anh em hay gì. Thế anh em ở đây ai cũng làm không mà cứ ngồi đó cứ ăn. Ở nhóc nè. Quà ăn miếng quà. Tụi đúng không quà bố tôi đưa ông cái gì mà không lấy. Ngon á. Ngon cái đầu ông á, người ta đưa cho ông quà đưa ông cái gì. Ủa? Bây giờ anh hai tôi là thương tôi lắm đúng không? Bây giờ tôi ăn có một miếng cũng có gì đâu, đúng không anh hai? Quá chuẩn luôn. Đúng không? Hê hê, cười lên đây. Hả, thấy không? Lỡ đây. Mọi người ơi, cá chín chưa mọi người? Nó bụng quá à. Bụng cá mau chín chứ gì. Ủa? Nè. Làm gì vậy? Đút lại cho hầm hơi mau chín chứ làm gì. Giờ mấy anh em mình đã chuẩn bị đồ ăn xong rồi nha các bạn. Giờ thì múc bang thôi. Còn mấy con nữa. Ăn đỡ má đi. Ngon. Ngon. Ăn con này mới ngon nè. Cái con cá rô này như có mỡ vậy. Rồi. Cô mề nè, ngon ơi. Rồi, mọi người ăn cái rô đi. Em xin phép là ăn con cá chơi. Để em ăn trước cho. Giờ chiều rồi mấy anh em mình đi sinh tồn nha các bạn. Đừng có đè, chặt tay chống giường. Anh nào hoài đi. Ổn không? Cũng thủng ăn nhỉ thôi. Rồi rồi. Hey, hướng vô, hướng vô, hướng vô, đặng, đặng. Wow, một quả em cá phi nha các bạn. Ơi, kiếm đồ dằn nó lại. Không, yên tâm, có khi không nhảy đâu.
Thì anh em mình mới ngủ dậy nha các bạn. Bây giờ anh em mình sẽ đi kiếm cá để chiều có cá để ăn nữa. Mỗi nhịp bước mỗi thước chân truyền, người gọi mãi người biết ta hay thăng lòng ngủ yên. Wow, cá bự ơi. Con này đủ ăn rồi. Con đủ bốn. Để kiếm gì móc cỏ đậy vô nha, nhảy ra ngoài á. Lấy đi từ từ, lấy đi nhanh quá. Đi lên trên không biết có gì không. Yeah. Cá mấy bạn ơi. Một em nữa. To dữ ơi. Có chưa? Đâu rồi? Đâu đâu, tôi không có đây bồ. Từ từ, anh em đợi 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 đợi. Cá cù hô, chào bá luôn. Đâu? Cầm chạy nha. Cá gì? Wow! Cá cù hô kìa. Wow! Cá gì? Cá chào bá luôn nha. Còn lớn, còn lớn. Cái chừng nước nó vô bên này. Wow! Kìa, cá chào bá luôn. Dữ hả? Mày Hạnh Hạnh, đem cái này lại đây. Diệt lỗ đi. Dạ. Ôi, cái lắm cho bá luôn kìa. Hay, ngon. Ui đã. Nè nè, giờ hình lét chụp. Không được, đưa hình lét sẽ chắc rồi. Rút tay vô chặn, chặn bên đây lại, chặn bên đây lại. Chặn vô, chặn vô. Chặn chắc vô. Quay, quay. Nó nè. Đây rồi, đây rồi. Để sát vô nha. Wow. Ôi. Hay quá bà ơi. Vô 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 vô. Đây được một không? Em cá lóc nữa nha mày. Ê cái lỗ kìa chân xảy ra. Ui. 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 Hay hay hay. 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 Chạy đi đâu. Đây. Một em cái gục kỳ siêu to. Ui nó nhảy. Giống chừng ngẩn sầu quá. Tại em đi em đứng. Nè nha mày. Có cá không? Nào ơi, cú đẳng kìa, đẳng bên đẳng hai con luôn kìa. Nè 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 nè. Em nhé bạn. Ừ. Bên thực cá lóc kìa. Ơi trời. Trời đất ơi, được rồi, đừng có vậy nữa. Này kiểu. Cái gì đây? Đâu. Một cà phê. Wow. Mày. Không. Ê. 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 Cá lóc tao kìa. Hay. Đâu cho các bạn coi, cho các bạn coi. Có. Em nhớ bạn được một em cá lóc. Điêm, điêm đâu. Có. Đợi, đợi, đợi hơi nghe đã. Có không? Nhớ bạn. Ê nè. Đừng đừng xảy ra. Để em đi ngon. Ông không tin tưởng tôi hết. Trời ơi, cái chuối thúi quá các bà ơi. Trời ơi, nhìn nhanh quá. Coi nhây nữa mày. Lên đi, lên đi kia, lên đi. Lên đi, lên đi. Thằng này. Chào là được. Anh nước, anh trông đi, lên đi. Đây đây đây. Quá dài. Là được. Đẩy lên, đẩy lên. Ngon. Cái gì? Để lên. Tao quá khá. Đồ. Ngon 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 ngon. Bây giờ anh em bẻ cái đi. Anh em chung. Rồi để em bẻ cho. Thơm. Đi đi. Từ từ nè. Ê, ê, ê. Đun đun. Được chưa? Nè, nè. Wow. Siêu. Siêu. Hay chưa? Con này nó mạnh quá. Hay quá Lạc ơi. Hay chưa? Đây nè. Nói trong đó có cá mà. Nắng ơi. Cái gì? Uống trà sữa không? Gì? Bà mua cho tôi uống hả? Không, tôi làm cho ông uống chứ mua gì? À, tưởng hôm nay bà mua tôi uống chứ tưởng là bảo. Đâu, thôi. Hôm nay thì đâu có mua được nên là giờ ông uống không, tôi làm cho ông uống. Mày không được uống cá đâu con, mà nói hoài. Bà uống nữa. Hả?
tôi tặng ông ly trà sữa này nè, tôi mới làm. Cái này trà sữa đó hả? Thôi, tao không dành như này nữa đâu, rồi mày uống đi. Nào, chưa, chưa, còn tấp pin. Có dẹm nữa hả? Thôi, đừng sợ, có cơm mà. Giờ có nước kìa. Cái chừng nước nó vô bên này nè. Wow, kìa, cái chừng bóng luôn. Đi bộ bự không? Dữ hả? Mày của mày. Cái gì nào? Rồi, rồi, rồi. Cái gì? Cá gì? Wow. Một em cá lóc to. Cái mặt ông nội này căng lắm, nguy hiểm không có không vậy? Nó ị như là mời. Ị là mỹ. Vậy đang. Yes. Vào, vào. Có cá chơi vô. Ăn nữa rồi mấy bạn ơi. Ôi trời ơi. Này tính đánh luôn rồi. Này làm gì xác cá dữ vậy? Điện quay cho đây. Rồi lên rồi. Chết mẹ. Xà bớt đi em. Chuyển thoát hoài đi. Đâu đồ này có cá không? Dạ có anh Phú ơi. Đâu đi coi coi. Cái đi đủ chiều anh rồi. Dư rồi Phú ơi. Cưng thua đồ kia chứ. Làm gì anh Phú? Hả? Anh Vũ. Cho cưng coi mấy cái trái này nè nhãn. Anh Vũ đừng. Hả? Không, không lên. Cái gì vậy? Trái này là anh biết trái gì không? Cái gì? Trái khổ quà, cất quà đó anh không biết hả? Trái đụng vô là cùi tay đó anh Vũ. Này giờ đụng mấy lần luôn. Trời ơi. Ê này anh Vũ. Ừ. Ủa nó bắt trái giỏi chứ hả? Có độ lợp của người ta không hả? Không. Anh Vũ cứ nói vậy không à. Ông Vũ nè. Ờ con này mà nướng muối tiêu một cái đúng mày luôn, bả chém một trái chó luôn. Còn trời ơi. Ờ bả chém một trái thôi, đừng chó được anh Vũ. À con cá lóc nè. Ê chừng mày bóc vô cá chết. Dạ. Ba con cá rô, rô bự. Rồi thấy cá rô chưa? Gì vậy? Thù anh em anh ạ. Phú làm gì mà ngồi nhìn trời, nhìn đất, nhìn mây gì đó anh Phú? Thấy thời tiết nó nắng nôi không? Nắng không? Ồ, nắng thế thì le lưỡi thở luôn. Y chang như cờ hó. Anh Phú rảnh không? Anh hỏi hai đứa. Hai đứa rảnh không? Rảnh là gì mà nhìn lấy cam quay anh gì đây? Hai đứa em có một cái thắc mắc gì mà không ngủ được luôn. Có gì? Ở trên mạng đó người ta nói là bạn hãy giải đố khi người mù đói bụng thì người ta sẽ diễn tả như thế nào cho người thân người ta biết, mà tụi em không biết. Đúng rồi, bây giờ tụi em phải đi hỏi anh Phú. Anh Phú là chùm giải đố đúng không? Ừ. Thì em nghĩ là anh Phú biết. Đến dạng cũng vậy, vậy không giải quyết được vấn đề. Những sao chỉ tụi em đi chứ để không biết khó chịu. Mù đúng không? Ừ. Nhắm mắt đói bụng đúng không? Đúng không? Đúng không? Đúng rồi. Sao cười nó đúng à? Đúng rồi. Còn cái này nữa. Đúng sao cười? Còn cái, còn cái nữa. Mà đúng không? Đúng. Ừ. Còn người ta mắc đi toilet mà đi nặng á thì phải làm sao anh Phú? Phải làm sao anh Phú? Đi nặng hả? Đúng rồi. Đúng rồi. Mắc dữ lắm rồi, bây giờ là phải đi liền mới được. Người ta sao bụng? Không, cái đó là đã bụng rồi. Đã bụng mà. Ý là mắc dữ lắm rồi, chuẩn bị phịt ra luôn rồi đó. Ừ. Thì người ta chạy vô toilet. Hả? Người ta biết mù. À quên ta mù. Người ta có thấy đường mà chạy. Thì dùng hành động. Thì dùng hành động. Nghe chàng thì bí quá thì tuột quần ra rồi ngồi xuống này chạy vô cái đít, đúng không? Chứ sao giờ? Đúng không? Đúng không? Chứ em hỏi anh Phú này nha. À. Người ta bị mù chứ có bị cong đâu là vậy. Ta không nói được đâu. Ta không biết. Hello bạn nha. Hello anh em luôn nha. Hello anh em thiếu nhi nha. Hôm nay tôi sẽ kể cho anh em nghe một câu chuyện, đó chính là ăn khế không trả vàng. What the hell? Ăn khế không trả vàng. Ủa? Si. Ăn khế trả vàng mới đúng chứ anh. Mày muốn biết tại sao nó không trả vàng á thì xem hết câu chuyện đi rồi biết. À ok. Ngày xưa có một anh tiều phu siêng năng. Mày siêng năng sao mày làm biến chứ hả? Chưa. Ủa, đâu? Chưa mà mấy này. Lại. Ngày xưa có một anh tiều phu rất vô cùng siêng năng.
hàng ngày anh ấy lên gần đống củi. Wow. Đầu cua kia. Ủa có đầu cua nữa hả? Chứ cái đó là cái gì? Tôi không có đau cụ, tao lại lần nữa nha. Ngày xưa có một anh tiều phu vô cùng chăm chỉ, hàng ngày anh ấy lên gừng đốn củi. Wow. Anh ấy vô cùng siêng năng, anh ấy gom củi về nhà mang lên chợ bán. Sao mày xuống cánh gà? Lộn. Cẩn thận lên đây, bắn củi. Cần người bên đây bắn củi, người anh em. Anh ấy ngày nào cũng lên gừng bán củi, lên chợ bán củi. Đừng ăn đây. 5 lít. Mà đủ đầu 5 lít nữa hả? 5 lít. Một hôm anh ấy trên đường về nhà thì phát hiện một con chim đang ăn một cây khế của anh ấy. Ê! Quà! Ủa nó ăn khế mà sao nó bay vòng mày? Quá đồ nghe. Ok. Quá đồ nghe. Lại lên. Anh ấy về nhà phát hiện con chim ăn ghế. Ê! Hả? Con chim dưới đất lộn lộn chỉ đâu vậy? Ê! Anh ấy cầu xin con chim. Ủa? Kỳ anh? Hả? Phin trong đó là quýnh con chim trước mà. Từ từ. Ok. Anh ấy cầu xin con chim. Đừng ăn thế nữa, trời ơi. Con chim không đáp lại anh ta bởi vì con chim nó không hiểu tiếng người. Cho nên anh ấy bắt đầu nói tiếng chim. Chim. Quạc. Nhưng mà thật rất tiếc, con đó không phải là con chim, con đó là con quạ. Anh ấy phải bắt đầu nói tiếng quạ. Quạ. Thế là hai con đã hiểu nhau. Thế con chim nó không chịu trả buồn khế cho anh ấy, cho nên anh ấy đã quyết định quánh con chim. Rồi. Mày xong rồi. Qua. Quánh luôn hả? Chứ lẽ mày cà nhắp. Qua. Khoan, quánh đây, lụm cá bỏ vô cái ngoài quánh tiếp. Rồi chờ anh, tiếp anh. Kêu. Sau đó, con quạ liền nói. Quạ. Khoan. Ăn một quả khế trả một cục vàng. Ăn quả một khế trả một cục vàng. Ăn một trái khế trả một cục vàng. Mang túi ba gan mang theo mà đứng. Mang túi một xăng mang theo ba lần. Ok, thế là anh ấy không quyết định nữa. Anh ấy hẹn chim là ngày mai lên đường lấy vàng. Quạ. Ê, con lấy nguyên buồn đi luôn kìa. Tao đâu có mượn mày lấy cái đó đâu. Ngon quá. Con chim bay đi. Và thế là anh ấy đã bắt đầu lên rừng kiếm túi ba gan để mang theo mà đựng. Trên rừng làm gì có túi. Tao đạo diễn. Ok. Và thế là anh ấy đã tìm được túi ba gan và bắt đầu con chim tới chở anh ta đi. Lên đi tìm đường lấy vàng. Mày kêu tao lên. Thôi đây. Bay đi. Quà. Trên đường đi không may anh ta đã gặp một sự cố. Từ đâu một quả tên lửa phóng tới. Thế là con chim nó chết. Sao nó không trúng tao, con chim nó chết. Dạ. Kỳ anh. Dạ, người phóng ra chiếc tên lửa đó chính là bác thợ săn. Bác thợ săn cướp vàng đi, bác thợ săn phóng xuống. Nhưng mà thật không may, bác thợ săn bị con thị quái cắn chết. Dạ, anh tiều phu đã bắt đầu về nhà trở lại với công việc là chặt củi tiếp. Cái đồ vậy tao nghèo hoài luôn hả? Ha ha ha!
Ê, tao nghe nói công ty mình tuyển kế toán đúng không? Đúng rồi, anh Phú đang tuyển đó. Ê, chị tao học kế toán nè mày, được không? Ai biết đâu. Mày nghĩ có mình chị mày học kế toán hả? Chị tao cũng có học nè. Ra trường được mấy năm rồi? Mới học năm 2 à. Học năm 2 rồi sao đi làm trai, cũng nói nữa. Xin lỗi hai anh à, chị em cũng học ra trường rồi nè. Ủa, chị mày học kế toán hả thật? Đâu có, kế bên trường kế toán. Là trường gì? Là trường dược đó. Mày khùng hả mày? Ta đang nói cái vụ kế toán mà. Mày đi về nướng cá đi mày, tao lao quá. Thằng này nữa, đi luôn. Tính xin việc cho chị cũng được thôi. Vậy nè Hân, vừa nước nè, ăn không? Thôi em ăn đi, tôi không ăn đâu. Nè bạn đi. Ăn đi, tôi không. Đâu ăn. Nè bạn đi. Thôi em ăn đi, rẻ này vừa. Không ăn thì để tao ăn cho, mời chứ cho mệt. Cái thằng đó đó, cái tính du duyên không bao giờ bỏ được. Người ta đang nói chuyện mày chọt chọt vô làm gì vậy? Mà cũng đúng mà ta, cái tính du duyên nó lây từ mình mà. Hả? Mày làm gì mà chen vô giữa ngồi ngoài vậy? Thuất ngồi đó, mày ra đây. Tự nhiên để vô đây gì vậy? Tại này không có con cốt tao ngồi chung thì tao vô giữa ngồi cho ấm áp. Ngồi đi, nhìn gì? Nè Ngân, tôi lột xong cá rô nè, bạn đi. Thôi em ăn đi, không lột mà. Đã lột. Của chú thì chú ăn đi, xong rồi mời mời hoài. Nè Ngân, ăn con của tôi nè, tôi lột sẵn rồi nè. Thôi chưa có ăn con này. Quên nha. Thấy chưa, Ngân thích ăn cá lóc của tao hơn. Mời mấy bạn ăn nha. Nè, xám thôi à. Thôi, cho bà luôn á. Tớ bụng dữ dài. Này, bố mình nhịn lâu lắm vậy đi nhá. Hay lắm thật. Gì vậy? Anh Hảo, con nó làm gì kìa. Ê, lớn còn ngang đẳng, em Út đó. Mời bạn cá rô nha. Thịt của nó nè. Quá ngon. Ngon luôn. Ê, đứng dậy, đứng dậy. Anh Thành với Hòa đứng dậy. Nghe ra. Em ngồi chỗ này. Anh Thành nha, né xa xa nha. Hiểu em không? Không được đâu nha. Còn anh Hai đó, né ra. Anh Hai làm vậy là không được đó. Con gái người ta mới lớn, anh Hai mà làm vậy em về mát mẹ đó, hiểu chưa? Rồi ăn thôi, ăn thôi. Đây, đây là thịt cá lóc. Ui, trắng xíu luôn. Ui, cá chốt mời bạn nha. Còn mình thì xin phép mấy bé ốc to bự này. Wow, quá đã luôn anh em ạ. Mời bạn ăn ốc nha. Ngon quá mẹ ơi. Anh ăn anh nhỏ volume lại được không? Dặn nó lại. Ăn gì mà chép dữ vậy? Cái dạng chép của anh quá tốt mà. Tao thấy Nhã nói đúng á. Mày ăn mày bớt chép giùm tao đi. Ăn nhỏ nhẹ như tao gì không được cái gì. Nhỏ rồi hả? Ok. Tình yêu đâu ai bán mà mua. Một ba năm người dài mãi say mật ngọt thơm giết chết rồi thôi sâu bên trong tàn nơi dối sang tránh sao được người yêu đã cài xéo con tim lạc vào hố sâu tránh sao được lỡ yêu mật rồi như con thiêu thân bay lao trong ngọn lửa rồi bốc cháy ngật ngào người hứa với tôi câu thì chung nhưng sao con tim đang thay nỗi e chề bao lâu nay tôi vẫn tin vẫn thương vẫn yêu chờ người sẽ đổi thay giờ thì người nói cách đôi nói sầu anh muốn tay cách đôi nói sầu anh cách đi cao bóng hình anh đang theo với miền mẹ lầu nói đâu đã cạn cơn mưa chốc đêm tung đã cạn anh bán đi môi nói buồn để xin con xin ngoài thanh thát. The next morning. Trời sáng rồi nha các bạn, mấy em đang dọn dẹp lều.
gom đậu cụ này nó cái về thôi các bạn. Thôi đến đây mấy anh em cũng xin kết thúc video nha. Đừng quên để lại like, nhấn vào đăng ký và nhấn vào cái chuông để hỏi anh em mình. Đồng thời vào subscribe bên phải để quay kêu cương mà Free Fire nít lên quân giá rẻ uy tín chất lượng nha các bạn. Bên cạnh đó có shop Roblox, mấy anh em mình để đường link ở dưới phần bình luận á, các bạn vào đó để mua cho khỏi bị lừa đảo nha. Thôi mấy anh em mình xin kết thúc video đây. Tạm biệt mọi người. Bye bye. Bye bye, bye mọi người, gần nữa dọn dẹp về nhé.